cái chương trình này nó ảnh hưởng mình rất là sâu sắc. Hôm nay thì khi mà nghe trực tiếp những người đã đọc, đã trải qua, đã thành công qua những cuốn sách thì em cảm thấy là rất là hay, và em chắc chắn là về sẽ đọc lại cuốn sách. Đây là một hành trình vừa ý nghĩa cho giới trẻ mà vừa ý nghĩa cho bản thân của Hằng My. Chương trình có tầm nhìn xa và rộng và có sức lay động lòng người như thế này thì em thấy điều này hoàn toàn là một cái hạnh phúc của các bạn sinh viên.